Chào chị cô và các em đang đến với trang http://tiuhocvn.info. Các em ạ, hôm nay thầy sẽ giải. Chúng ta cùng nhau học bài toán, bài giảng toán 5 trang 145, tiết 137. Đó là bài luyện tập chuyển động cùng chiều. Cái bài tập cuối cùng của chương chuyển động đều này. Thì nó có khó không? Ta phải đặt câu hỏi là có khó không? Có đấy nha. Chúng ta bắt đầu bài học này. Thầy cùng em cùng ôn bài cũ. Một người đi xe đạp từ A lúc 7 giờ và đến B lúc 10 giờ với vận tốc 14.5 km/h. Tính quãng đường AB. Để tính được quãng đường AB thì ta có nội dung bài giải như sau. Muốn tìm quãng đường, ta lấy vận tốc và trừ thời gian. Và thời gian ở đây là biết thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Và chỉ việc lấy thời gian kết thúc trừ thời gian bắt đầu sẽ ra thời gian thực đi. Vậy thời gian thực đi của xe đạp từ A đến B là, ta lấy thời gian kết thúc là 10 trừ 7 bằng 3 giờ. Vậy bây giờ muốn tìm quãng đường AB, ta chỉ việc lấy vận tốc ta nhân với 3 thì ta sẽ ra bằng 43.5 km. Đáp số 43.5 km. Các em có đồng ý với nhớ lại cái kiến thức cũ của bài này không? Và chúng ta có cùng ôn ý thứ hai. Hãy nêu cách tính thời gian để hai xe chuyển động ngược chiều gặp nhau ta làm thế nào. Vậy muốn tìm thời gian để hai chuyển động ngược chiều của hai xe, ta lấy khoảng cách ban đầu giữa hai xe chia cho tổng vận tốc của chúng. Nếu thầy gọi tên là thời gian gặp nhau, SC là quãng đường, V1 là vận tốc của xe thứ nhất, V2 là vận tốc của xe thứ hai. Vậy ta có công thức nào các em nhớ không? À, ta có công thức T bằng SC chia cho mở ngoặc đơn V cộng T đóng ngoặc V1 cộng V2 đóng ngoặc đơn. Các em nhớ V1 cộng V2 chính là tổng vận tốc, SC là quãng đường, là khoảng cách đầu tiên của hai xe, và T là thời gian gặp nhau giữa hai xe khi đối đầu. Vậy với chuyển động ngược chiều thì ta có công thức này. Còn với chuyển động cùng chiều mà đuổi nhau thì ta như thế nào? Vậy chúng ta hôm nay sang dạng toán mới hơn. Đó là bài toán tìm thời gian của hai xe gặp nhau của chuyển động cùng chiều đuổi nhau. Vậy chúng ta sang bài luyện tập trung dạng toán chuyển động cùng chiều. Mục tiêu cần đạt của bài tập luyện tập trung trang 140. Nội dung cần đạt trong bài luyện tập trung trang 145 tiết 137 tuần 28 toán 5 có nội dung như sau. Thứ nhất, các em biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian, ôn lại. Thứ hai là các em biết giải bài toán dạng chuyển động cùng chiều trong một thời gian cụ thể. Và thứ ba, các em biết quan hệ của thời gian, vận tốc, quãng đường. Chúng ta có các bài tập đạt chuẩn là bài 1, bài 2. Thầy cùng em lần lượt làm từng bài tập 1 nhé. Trong bài này thì ta thấy rằng có một nội dung đó là bài tập số 2. Thì đó là bài dễ và các em nên là làm trước, bởi vì bài 2 nó không liên quan đến kiến thức. Và khi trong quá trình dạy thì thầy cô các em cũng có dạy cái bài 2 này trước. Và chúng ta bắt đầu làm bài 1 nhé. Bài 1 thì có nội dung như sau. Bài 1 có 2 phần các em ạ. Chúng ta có làm phần A. Hãy quan sát phần A. Một người đi xe đạp từ B đến C vận tốc là 12 km/h. Cũng lúc đó một người đi xe máy từ A đến B là 48 km với vận tốc 36 km/h và đuổi theo xe đạp. Xem hình dưới đây. Các bạn quan sát là vẽ ở trong sách giáo khoa, trong sơ đồ đoạn thẳng đấy. Rồi hỏi kể từ lúc bắt đầu đi sau mấy giờ thì xe máy đuổi kịp xe đạp. Hình vẽ của thầy có phần mô tả khác các phần hình vẽ của trong sách giáo khoa để các bạn dễ tiện nhìn hơn. Các bạn đã quan sát nhé. Đầu tiên thầy gọi quãng đường từ đây, từ A đến đây là đoạn đường AC, và có một chiếc xe đạp đi từ B đến C, từ B này đến C trước này. Đấy, vậy xe đạp đây và đi với vận tốc là 12 km/h, nó đi từ B đến C. Và cũng sau đó có một cái xe máy thì đi từ A cũng đến về hướng C, có nghĩa đi qua B này và đuổi theo xe đạp. Các bạn nhìn quan sát hình vẽ này, tức là người này đi này là người cách cái người này một khoảng cách dài này. Đấy, hỏi kể từ lúc bắt đầu đi sau mấy giờ thì xe máy đuổi kịp xe đạp. Vậy ta thấy rằng là cùng một lúc cái xe nổ máy thì cái xe đạp này cũng bắt đầu đi. Thì các bạn biết là cái vận tốc của xe máy lớn hơn vận tốc xe đạp. Do vậy xe máy sẽ đuổi kịp xe đạp. Khoảng cách AB người bài toán đã cho biết là 48 km. Vậy ta biết khoảng cách của giữa A và B 48 km, thì để sau bao giờ thì bao nhiêu giờ thì xe máy đuổi kịp xe đạp, thì ta phải tìm sau mỗi một giờ thì xe máy gần xe đạp được bao nhiêu km.
Nếu 1 giờ xe đạp đi được 12 km thì 1 giờ xe máy đã đi được 36 km. Vậy sau 1 giờ thì xe máy gần xe đạp bằng 36 trừ 12 thì chính là bằng khoảng cách của hai xe nó gần lại chỉ còn lại 24 km thôi, đúng không? Vậy ta cứ lần lần như thế thì ta sẽ đến tính đến thời gian của hai xe gặp nhau. Và các em quan sát, các em thấy rằng đây, đấy, chúng sẽ gặp nhau ở một điểm này. Điểm đó thầy giáo gọi là cái điểm này là điểm đã đánh màu đỏ này. Đấy là chúng gặp nhau đấy, hai xe gặp nhau đấy, đúng chưa? Và cùng đi. Thế vậy bây giờ chúng ta sau mấy giờ hai xe gặp nhau thì ta phải tìm thời gian từ đây đến đây bao nhiêu giờ. Và ta có cách giải như sau. Bài giải: thứ nhất, sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là ta lấy 36 trừ 12 bằng 24 km. Vậy sau đó thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là ta lấy 48 là khoảng cách giữa hai xe ban đầu, chia cho 24 bằng 2 giờ, đáp số 2 giờ. Vậy các bạn ở đây các bạn thấy khó hiểu rằng là tại sao phải đi tìm sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là. Cái này là trong sách giáo khoa ta đưa ra một cái phương án này dạy như thế, có nghĩa là theo kiểu nhìn sơ đồ. Nhưng thực ra cái này thì chúng ta làm ngay sau ta tìm ngay ở câu này là hiệu vận tốc của hai xe là ta lấy 36 trừ 24 bằng 24 km/h. Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là thì các bạn chỉ lấy quãng đường ban đầu là 48 hoặc là khoảng cách hai xe, chia cho hiệu vận tốc là 24 bằng 2 giờ. Ta lấy quãng đường chia cho vận tốc là 24 bằng 2 giờ. Áp dụng điều này chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài 1 phần B. Sách giáo khoa toán 545 có nội dung như sau. Một người chia đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Sau 3 giờ, một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Hỏi, kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp? Chúng ta cùng nhau hiểu nội dung bài toán 1B như sau. Thứ nhất là bài toán này có hai động từ. Động từ thứ nhất là xe đạp, động từ thứ hai là xe máy. Mà ta biết được vận tốc xe đạp là 12 km/h. Và ta biết vận tốc của xe máy là 36 km/h. Điều này xe máy gấp 3 lần xe đạp thì xe máy mới đuổi kịp xe đạp. Còn nếu xe máy mà có vận tốc nhỏ hơn xe đạp thì xe máy không bao giờ đuổi kịp xe đạp. Và các bạn biết rằng bài toán này khác bài toán 1 là xe đạp đi trước xe máy là 3 giờ. Hay nói cách khác là sau 3 giờ xe cũng lúc đó xe máy đi cũng trên quãng đường AB và vận tốc 36 km/h. Tức là xe máy đi sau xe đạp 3 giờ. Và ta hỏi gì? Hỏi sau bao lâu? Kể từ lúc xe máy bắt đầu đi thì bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp? Thầy giáo biểu diễn trên đoạn thẳng, đây là đoạn con đường. Con đường này thứ nhất là con đường có động từ là xe đạp. Xe đạp đi từ đây này, xe đạp đi từ đây này, từ A này và đi theo hướng đến C này. Xe đạp đi đến đây thì với vận tốc 12 km/h. Các bạn thấy đi 1 giờ đi này, đấy, đã được đi được đến đây. Tiếp tục 2 giờ đi, xe máy đi đến đây, đạp xe đạp đến đây. 3 giờ thì xe đạp cũng bắt đầu đi đến đây. Và điểm đó là điểm B. Vậy 1 giờ xe đạp đi được 12 km. Vậy 3 giờ thì ta có biết được quãng đường AB bằng bao nhiêu km không? Có, dễ dàng, ta chỉ việc lấy 12 nhân với 3 bằng 36 km. Điều này có nghĩa rằng là khi mà xe máy bắt đầu đi thì xe máy cách xe đạp bao nhiêu? Hay là xe đạp đã đi trước bao nhiêu km? À, là 36 km, đúng rồi. Vậy bắt đầu, bây giờ tiếp tục, xe máy đi vận tốc là 36 km/h. 1 giờ xe máy đi đến đây thì đồng thời xe đạp cũng bắt đầu đã đi đến đây, tức là thêm 1 giờ nữa là 4 giờ, đúng không em nhỉ? Vậy người ta hỏi là có nghĩa là điều này xe đạp đã đi được 4 giờ và xe máy chỉ đi 1 giờ thôi thì đã đến đây rồi. Người ta hỏi bao lâu thì xe máy đuổi kịp xe đạp? Đây, xe máy đuổi kịp xe đạp đây. Đấy, nó gặp nhau ở điểm này này. Thì đúng ở điểm này là xe máy đuổi kịp xe đạp. Ta có bài giải như sau. Bài giải: sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là ta lấy 36 trừ 12 bằng 24 km. Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là 48 chia 24 bằng 2 giờ. Đáp số 2 giờ. Vậy chúng ta cũng có cách giải cách 2. Thứ nhất là ta tìm hiệu vận tốc của xe máy và xe đạp là ta lấy vận tốc lớn là 36 trừ đi 12 là xe máy bằng 24 km/h. Có nghĩa là cứ mỗi 1 giờ thì xe máy và xe đạp đi gần nhau được 24 km. Tiếp tục, thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là các bạn lấy 48 là quãng đường khoảng cách bắt đầu hai xe đã vừa tìm được. Đây, khoảng cách từ đây đến 48 này, ta chia cho hiệu vận tốc là 24 bằng 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Đáp số 2 giờ. Vậy các bạn khi giải bài toán chuyển động cùng chiều đuổi nhau thì các bạn nhớ tờ tiên,
các bạn tìm hiệu vận tốc của xe máy và xe đạp, tức là đi tìm hiệu vận tốc của hai động từ, lấy động từ lớn, vận tốc động từ lớn trừ đi vận tốc động từ nhỏ. Và sau khi đã tìm được hiệu vận tốc rồi thì các bạn lấy quãng đường và khoảng cách của hai xe đấy, khoảng cách hai xe đấy, thì ta chia cho hiệu vận tốc thì sẽ ra thời gian hai xe gặp nhau. Để tính được thời gian hai vật chuyển động cùng chiều gặp nhau, chúng ta phải có hai bước. Bước 1, chúng ta tính xem mỗi 1 giờ hai vật gần nhau được bao nhiêu, hay là tính bằng cách tính hiệu vận tốc của hai xe, tức là ta lấy vận tốc của xe lớn trừ đi vận tốc của xe bé. Bước 2, tính thời gian của hai chuyển động đuổi kịp nhau thì bằng cách ta lấy khoảng cách ban đầu giữa hai xe thì chia cho hiệu vận tốc. Và chúng ta cũng có thể tóm tắt lại ghi nhớ như sau: muốn tính thời gian gặp nhau của hai chuyển động cùng chiều, bước 1, ta đi tìm hiệu vận tốc bằng cách bằng cách V2 trừ đi V1. V2 phải lớn hơn V1. Với điều kiện bước 2, tìm thời gian đuổi kịp nhau. Để tìm được thời gian đuổi kịp nhau này thì ta chính là lấy khoảng cách của giữa hai chuyển động, ta chưa chia cho hiệu vận tốc. Đó chính là ghi nhớ của bài tập 1 về cách tính chuyển động cùng chiều đuổi nhau. Thầy cùng các em chuyển sang nội dung bài tập số 2, sách giáo khoa toán 5 trang 146. Nội dung bài tập như sau: loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120 km/h. Hỏi với vận tốc đó báo gấm chạy trong 1/25 giờ thì được bao nhiêu km? Bài toán đã cho biết gì? Bài toán cho biết như sau: vận tốc của báo gấm là 120 km/h. Điều này có nghĩa là V bằng 120 km/h. Cứ mỗi giờ con báo gấm này chạy được 120 km. Rất là nhanh phải không các em? Nhanh gấp 3 lần ô tô của chúng ta, nhanh gấp 2 lần ô tô của chúng ta. Tiếp tục, và với thời gian là 1/25 giờ thì con báo gấm này chạy được bao lâu? Các bạn thấy rằng thời gian ở đây ở dạng phân số. Thì để làm bài toán này thì yêu cầu để tìm được quãng đường con báo gấm chạy trong 1/25 giờ với vận tốc 120 km/h trong bao được quãng đường dài bao nhiêu, thì chúng ta nhớ lại công thức cho thầy giáo. Muốn tìm quãng đường ta lấy vận tốc nhân thời gian. Các em thấy ở đây đơn vị vận tốc và đơn vị của thời gian đã thống nhất đơn vị đo rồi, cùng là giờ. Vậy chúng ta sẽ có lời giải như sau. Bài giải: thứ nhất, quãng đường báo gấm chạy được là, các bạn lấy 120, các bạn nhân với 1/25 thì chúng ta sẽ bằng 4.8 km. Vậy trong 1/25 giờ thì con báo gấm này chạy được 4.8 km. Thông qua bài tập số 2 thì chúng ta đã củng cố về cách tìm quãng đường của một chuyển động. Muốn tìm quãng đường ta làm thế nào? Muốn tìm quãng đường ta lấy vận tốc nhân thời gian. Muốn tìm quãng đường ta cần biết mấy số đo? Ta cần biết hai số đo phải thống nhất đơn vị đo nhé. Rồi, chúng ta chuyển sang nội dung bài tập số 3, sách giáo khoa toán 5 trang 146. Xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/h. Đến 11 giờ 7 phút thì một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy vận tốc 54 km/h. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ? Để giải được bài toán này thì chúng ta thầy cũng biểu diễn trên sơ đồ điện thẳng hình vẽ để các bạn quan sát nó dễ hơn. Đây là quãng đường AB, ở giữa này là điểm C. Một xe máy đi từ A đây, lúc 8 giờ 37 phút vậy xuất hiện xe máy với vận tốc là 36 km/h. Tiếp tục, xe máy đi từ A nha, và đi vào lúc 8 giờ 37 phút. Và nó đi nè, các bạn nhìn quan sát nó đi chưa? Rồi, quan sát đi, nó đi đến điểm C. Thì đến điểm C này là lúc nào các em nhỉ? Đến điểm C này là lúc 11 giờ 7 phút. Thì cùng điểm, cái thời điểm điểm C đó thì cũng xuất hiện một cái xe ô tô mà đi vận tốc là 54 km/h, đi cũng hướng về B. Điều này là vận tốc ô tô đi nhanh hơn vận tốc xe máy vì 54 lớn hơn 36. Và lúc 11 giờ 7 phút thì ô tô cũng bắt đầu đi và xe máy cũng bắt đầu đi nè. Thì và nó sẽ đuổi như thế nào? Và yêu cầu các em là gì? Yêu cầu tìm cái thời gian mà ô tô gặp xe máy lúc mấy giờ. Đấy, nó đuổi nhau đấy. Thì bây giờ ta phải tìm từ đây này đến đây này. Đấy, thì ô tô đuổi kịp xe máy sau mấy giờ và gặp thời gian nào? Hỏi là lúc mấy giờ? Người ta hỏi ở đây rất hóc búa là hỏi lúc mấy giờ. Để tìm được lúc mấy giờ thì ta phải biết đặt từ lúc bắt đầu đến, bắt đầu là 11 giờ 7 phút này, đến lúc gặp nhau này thì là lúc đó là thời điểm nào. Thì thứ nhất, để giải được bài toán này thì ta phải áp dụng công thức: muốn tìm thời gian hai chuyển động cùng chiều thì thứ nhất ta phải đi tìm được khoảng cách ban đầu hai xe. Khoảng cách ban đầu hai xe chính là cái đoạn này này. Đấy, cái đoạn từ A đến C này bằng bao nhiêu km. Và các bạn thấy rằng là
Nếu tính được đoạn AC này này bằng bao nhiêu mét thì ta phải dựa ở đâu? Dựa vào thời gian bắt đầu đi của xe ôm máy là 8 giờ 37 phút. Thời gian kết thúc là 11 giờ 7 phút. Thì lấy thời gian kết thúc trừ thời gian bắt đầu thì ta tìm được thời gian thực đi của xe máy từ A đến C với vận tốc là 36 km/h. Vậy khi đó đấy chính là quãng đường AC, hay đó chính là khoảng cách ban đầu của xe máy và ô tô. Khi tìm khoảng cách rồi thì em có tìm hiểu vận tốc không? Có 54 km/h và 36 km/h ta hiểm hiệu vận. Vậy muốn tính thời gian gặp nhau của hai chuyển động cùng chiều thì chúng ta nhớ công thức bước 1 đi tìm hiệu vận tốc. Hiệu vận tốc ta tìm được ngay, đúng không các em nhỉ? Để tìm thời gian đuổi kịp nhau thì thấy khoảng cách giữa hai chuyển động chia cho hiệu vận tốc. Bài giải như sau. Dựa vào đây, ta lấy 11 giờ 7 phút trừ đi 8 giờ 37 phút thì sẽ ra thời gian xe máy đi trước ô tô là, các bạn lấy 11 giờ 7 phút trừ đi 8 giờ 37 phút bằng 2 giờ 30 phút đổi ra bằng 2,5 giờ. Biết thời gian của xe máy đi được 2,5 giờ mà mỗi 1 giờ xe máy đi được 3,36 km, vậy ta có được đến khi ô tô bắt đầu khởi hành thì xe máy cách ô tô nào, hay chính là quãng đường AC nào. Đấy. Vậy chúng ta lấy 36 x 2,5 bằng 90 km. Vậy xe ô tô cách xe máy là 90, tức là đoạn thẳng từ đây đến đây bằng 90 km. Đây khoảng cách. Bây giờ áp dụng công thức thì bên chúng ta phải đi tìm cái gì? Tìm hiệu vận tốc của ô tô và xe máy nào. Ta lấy 54 x 36 18 km/h. Vậy ta biết hiệu vận tốc rồi, biết quãng đường khoảng cách rồi thì ta có tìm thời gian hai xe gặp nhau không? Thời gian sau mấy giờ hai xe gặp nhau? Ta phải tìm sau mấy giờ nhé, hai xe gặp nhau chứ chưa phải là thời gian ở đồng hồ đâu. Vậy thời gian để ô tô được kịp xe máy nào đây? 90 chia 18 bằng 5 giờ. Vậy sau 5 giờ thì ô tô, sau 5 tiếng đồng hồ, sau 5 tiếng đồng hồ thì ô tô đuổi kịp xe máy. Ô tô đi lúc 11 giờ 7 phút, vậy sau 5 tiếng là bao nhiêu? Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ? Vậy ô tô đuổi kịp xe máy lúc 11 giờ 7 phút cộng 5 giờ bằng 16 giờ 7 phút, chính là bằng 4 giờ 7 phút chiều. Đáp số 16 giờ 7 phút. Bài toán đã được giải xong. Bài học chúng ta đã kết thúc. Các em hãy vào trang http://tiểuhocvn.info để có những bài giải toán tiểu học hay nhất. Và các em có thể xem tiếp nội dung bài giảng của thầy ở những bài tiếp theo. Các em chưa làm thành viên, các em hãy đăng ký thành viên để nhận những bài giảng của thầy bằng cách nhấn vào đây. Chúng ta cùng nói cùng nhau nói lời tạm biệt. Và chúc các em có một buổi học vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau. Goodbye for now.